Không nói gì nói lại mẹ nghe coi. Nãy giờ nói gì vậy? Nói gì mà mẹ nghe không hiểu gì trời. Giờ con nói ra đi. Nói chuyện khó hiểu quá. Không có ngậm tai. Mẹ nói sao không có ngậm tai. Đi đâu? Đi đâu? Ngậm tai là đi đâu? Nãy giờ nói gì vậy? Nói gì nói cho mẹ nghe coi. Con đang làm gì đó? Hả? Tâm nó bụng chưa? Làm sao? Con đói bụng chưa? Con đói bụng chưa? Con nhớ bạn sữa chưa? Bạn sữa ơi. Ê, không có cạp nè. Chơi gì chơi nhõng nhẽo. Đâu sao? Ai làm gì mà khóc? Hả? Nói gì mẹ không cho ngạp này rồi nói gì? Cái này dơ mà. Nhưng mà cái này nó dơ. Ờ con nằm xuống nằm vậy thì được. Không cạp nghe không? Ê. Mẹ nói là không có được cạp. Trường nãy giờ đi được cái đâu, đi vòng vòng không vậy? Hả? Không trường gì mà đi vòng vòng không vậy? Ê! Không có được nằm xuống.